Bài 3 các bạn sẽ đọc này. Monday, Monday, chọn một Monday, Monday. Tiếp, từ thứ 3 là Tuesday, 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 Tuesday. Từ thứ 4 là Wednesday, Wednesday, Wednesday. Từ thứ 5 là Thursday, Thursday, Thursday. Từ thứ 6 là Friday, Friday, Friday. Từ thứ 7 là Saturday, Saturday, Saturday. Cái này chữ ơ nhé, và A là A, Saturday. Chủ nhật là Sunday, Sunday, Sunday. Từ này là A này, play football, play football, football, play football. Từ này là watch, watch, T là chữ chờ, watch, watch, watch TV, watch TV. Từ này sẽ chọn một các bạn đọc là visit, 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 visit. Từ đi đến sở thú hả? Go, oh, oh, go to the zoo, go to the zoo, go to the zoo, go to the zoo. Cái từ zoo này các bạn chu ra nhé, mình là u dài, zoo. Tiếp, từ đi bơi này các bạn sẽ đọc là oh, oh, này, go, go swimming, go swimming, go swimming. Tiếp tục các bạn đọc từ play này, chọn hai các bạn nhé. Play the piano, play the piano, play the piano. Từ nghe nhạc này, listen to music, chọn một, listen, listen, listen to music, listen to music. Tiếp tục, từ ông bà là grandparent, grandparent, e ơ này, ơ này, grandparent, pale, pale, bắt đầu nghe grandparent. Và từ này là interview, 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 interview. Tiếp tục còn hai từ nữa là nốt bài 3. Là đây, các bạn có hai từ này là report, 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 report. Y này, còn đây o dài các bạn nha. Report, report. Và đây là cái từ này có hai cái đọc. Các đọc trong âm 2 là result, result, result.